Thưa quý vị, sáng nay, ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Dự hội nghị tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức và 1.200 đại biểu đại diện doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tại các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, bày tỏ cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong phòng chống COVID-19 và nỗ lực duy trì phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ khi COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp cả trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nắm bắt tình hình, kiến nghị của doanh nghiệp và đưa ra giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Hiện Chính phủ đang xây dựng kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, trong đó có giải pháp để doanh nghiệp khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh, đã đề xuất với Quốc hội sửa nhiều luật để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, năng lực, thời gian có hạn, dịch không có tiền lệ, diễn biến khó lường, cần tập trung cao nên có những vấn đề đã làm được, song cũng có những vấn đề chưa làm được. Thông qua hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ mong muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp, kể cả các ý kiến phản biện, ý kiến trái chiều, để tạo ra sự đồng thuận cùng nhau đưa đất nước phát triển.